Xin chào, lại là Anna. Leah. Đây. Nhiều bạn hỏi cách đáp bụt ông rê 1, 2 và nhiều cột quá, nên Anna phải ra ngay video để giải đáp cho bạn nè. Anna sẽ lấy ba ngón tay này để làm luôn cho từng cách một để bạn có thể dễ dàng theo dõi. Thì trước khi đáp bụt thì mình phải làm các thao tác chuẩn bị. Mài nhám sạch phần mặt móng, Anna dùng máy mài cho nhanh. Mài phao đều sạch hết phần mặt móng. Sau đó dán móng thiếp lên đây. Anna sử dụng móng thiếp loại mỏng, đo lấy size vừa ý, rồi sau đó cho keo và dán lên móng thôi. Lúc dán thì mình sẽ canh móng dạ thẳng theo chiều mọc của ngón tay, để tí nữa đắp xong các ngón tay của khách được thẳng đẹp. Tiếp theo thì Anna sẽ dũa để tạo dáng móng. Bộ nail này Anna sẽ dũa móng theo dạng hình thang. Ở những video trước thì Anna đã chia sẻ với chúng ta cách để có thể dũa rồi. Các bạn cần biết thì cứ xem lại video dũa của Anna. Còn đây, sau khi dũa xong móng theo ý của khách rồi thì Anna sẽ tiếp tục đến các bước tiếp theo. Đó chính là Anna sẽ mài bớt đi phần tiếp xúc của móng dạ để tí nữa chúng ta đắp được mộng tự nhiên. Bạn cứ canh chỗ mà đầu móng dạ vịnh lên chỗ này, mài cho nó thấp đi một chút xíu để tí nữa chúng ta đắp bột được mộng tự nhiên. Mài mỗi chỗ tiếp xúc giữa móng dạ với móng thật thôi là được rồi. Mài xong phần tiếp xúc rồi thì bạn chỉ cần phủi sạch sẽ và đi một lớp khử dầu lên đây. Và đến đây thì bạn cũng đã xong các bước chuẩn bị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đắp nè. Hôm nay thì mình sẽ làm màu truyền thống, đó chính là màu trắng hồng. Anna sẽ lấy bột màu trắng cho lên ở 70% móng. Và kéo vỗ dần ra ngoài đầu móng. Mình sẽ đắp theo kỹ thuật ombre, nên là phần gốc của móng này chúng ta sẽ làm cho thật mỏng, càng mỏng càng đẹp, rồi càng dày dần và kéo ôm vỗ đều ra ngoài đầu móng. Nhớ là bạn phải vỗ kỹ hai bên cạnh trái và cạnh phải, vỗ vuốt ra ngoài để tí nữa móng của bạn không bị mất form nha. Rồi cắt bỏ đi phần bột thừa ở ngoài đầu móng là được. Đến đây là chúng ta đã xong màu đầu tiên của phần ombre rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho màu thứ hai lên đây, chính là màu hồng. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm theo kỹ thuật đắp một cục. Bạn sẽ lấy một cục bột màu hồng với độ lớn bằng với phần còn lại trống của móng, sau đó cho lên trên móng. Chúng ta sẽ đẩy đẹp và tròn khóe, tức là mình sẽ đẩy cho phần cục bột này tràn đều hết, chỗ nào có móng là chỗ đó sẽ có bột. Và lưu ý là không được đẩy tràn lên phía trên nha. Đẩy dàn đều phần khóe trên này rồi thì bây giờ chúng ta mới kéo ombre xuống dưới, dàn đều phần bột này ra, rồi sử dụng mũi cọ kéo mướt một đường để cho phần bột này càng ngày càng mỏng dần ra phía đầu móng. Mình sẽ kéo làm 3 đường. Đường đầu tiên bên trái, một đường ở giữa và một đường ở bên phải. Kéo xong hết 3 đường là bột của bạn cũng đã dàn mỏng dần ra rồi. Đến đây là bạn đã thấy chúng ta có màu ombre rồi. Bạn chỉ cần chỉnh sửa vỗ lại ở hai bên khóe móng, vậy là bạn đã có được màu ombre nha. Kỹ thuật đắp ombre một cục này thì được cái là nhanh, nhưng mà đòi hỏi bột của bạn sử dụng là phải dẻo, lâu khô thì bạn mới có đủ thời gian để vừa đẩy khóe, sau đó rồi còn kéo ombre nhạt dần phần bột này xuống. Ngoài ra thì thợ cũng phải thảo kéo bột, kéo cho chuẩn. Giờ thì bạn đã biết cách để có thể đắp một cục rồi, bây giờ chúng ta làm hai cục nha. Đầu tiên thì bạn cũng đắp phần màu trắng này y chang như lúc ban nãy. Sau đó thì bạn cũng sẽ lấy cục bột màu hồng, như thay vì cục bột màu hồng lúc nãy lớn như đó thì bây giờ mình lấy một nửa thôi. Rồi bạn sẽ cho lên trên móng, bạn không cần phải cho sát lên phía trên, chỉ cần cho ngay cái chỗ màu trắng lúc ban nãy là được. Rồi sau đó bạn dàn đều phần bột này ra, rồi sử dụng kỹ thuật ombre để kéo nhạt dần phần màu này xuống, tức là mình nằm cỏ, rồi kéo mỏng dần phần bột này ra đầu móng, cũng kéo thành 3 lần, một lần bên trái, một lần ở giữa và một lần ở bên phải. Rồi sau đó chỉ cần chỉnh sửa lại để màu bột này trải đều từ phía trên thì có màu hồng đậm nhạt dần ra phía ngoài đầu móng. Đến đây là mình đã xong phần màu của bột rồi. Tiếp tục bạn sẽ lấy cục bột thứ hai. Cục bột thứ hai thì sẽ có độ lớn bằng cục bột lúc ban nãy đó. Lần này thì chúng ta sẽ cho nối vào cục bột đầu tiên và sẽ đẩy khóe để cho phần bột này bao phủ hết phần móng, dàn phủ đều phần còn thiếu của móng bằng cục bột màu hồng này. Cách làm ombre hai cục này sẽ mất thời gian hơn so với một cục là phải lấy hai lần bột, nhưng mà dễ làm hơn ở chỗ vì nó chia ra làm hai công đoạn. Công đoạn đầu tiên là bạn kéo màu ombre xuống đẹp rồi thì mới lấy cục thứ hai để đẩy tròn khóe. Vì thế cách đắp bột ombre hai cục này lại phù hợp với các bạn mới hơn vì sẽ chia ra làm hai công đoạn rõ ràng để các bạn dễ dàng thao tác. Và sau khi đã biết hai cách này rồi thì giờ Anna sẽ chỉ cho bạn cách dành cho các bạn mới nè. Mới học thì kỹ thuật chưa chuẩn nên mình sẽ đắp thành nhiều cục. Cục đầu tiên thì mình cũng lấy y chang như cách đắp hai cục và dàn ra y như vậy. Cục thứ hai thì bạn cũng làm y như vậy. Nhưng mà sau khi làm xong ở chỗ nào chưa đẹp, bị thiếu thì bạn cứ lấy thêm các cục nhỏ nữa,
chèn vào những chỗ thiếu hoặc là những chỗ chưa đẹp thì gọi là cách đắp nhiều cục. Cách này thì thích hợp với các bạn mới thường có tí sai sót khi chúng ta kéo bột chưa chuẩn, thì bạn cứ lấy thêm các cục bột nhỏ và vá vào những chỗ thiếu sao cho màu đẹp là được. Hoặc là trên mặt móng gần với phần khóe đậy chưa được tròn, chưa được dàn đều hết trên móng thì bạn cứ lấy thêm bột vá thêm để cho mẫu đắp bột này của bạn được hoàn chỉnh. Và đến đây Lana cũng đã kéo màu ombre xong cho ba ngón này rồi với ba cách đắp bột khác nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ hoàn tất mẫu móng này tiếp bằng cách đắp một lớp bột trong lên đây. Đắp màu bột ombre thì dĩ nhiên là phải phủ một lớp bột clear lên đây rồi, cho phần bột trong này lên trên móng và vỗ phủ vàng đều ra ngoài đầu móng. Cho xong phần bột trong rồi thì bước tiếp theo của bạn chính là chờ đợi cho móng khô. Sau khi bột đã khô thì bạn sẽ thực hiện các bước mài dũa giống như hôm bữa nay có chị rồi. Và sơn top lên đây là xong nè. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn am hiểu rõ hơn về kỹ thuật đắp bột ombre 1, 2 hay là nhiều cục. Nhớ theo dõi để đón xem video tiếp theo từ Anna. Xin chào và hẹn gặp lại.